Chào này và các bạn, em tên là Trần Đình Thu Huỳnh, mã số sinh viên 1541057. Hôm nay em xin hướng dẫn, em xin nói về cái project bài tập về nhà của thầy là xây dựng một ứng dụng du lịch nói về địa điểm quê hương của mình, về cái đặc sản, món ăn hoặc cái địa điểm du lịch và sử dụng List View với Radio Button. Đây là ứng dụng mà em đã xây dựng. Khi nhấp vào ứng dụng thì chúng ta khởi động lại. Bây giờ nó sẽ hiện logo và cái tên của mình. À, cái địa điểm em muốn nói tới ở đây là thành phố Pattaya, nổi tiếng ở bên Thái. Nếu được có cơ hội em sẽ đi du lịch lần nữa địa điểm này. Ở đây em tạo ba cái radio button và một cái radio group. Radio button đầu tiên là See and Do, là nói về các địa điểm du lịch vui chơi nên đến tham quan khi ở Pattaya. Và cái radio button thứ hai là Eat and Drink, à, đó là địa điểm ăn uống. Và thứ ba là thông tin liên lạc của cái người phát triển cái ứng dụng này, và cái nút cuối cùng là nút phát ứng dụng. Khi mà mình nhấp vô cái radio button thứ nhất thì nó sẽ hiển thị, nó sẽ chuyển sang cái trang thông tin, nhưng mà có một lý do là cái ảnh không hiểu tại sao mà nó vẫn không hiển thị được. Nút tìm kiếm và nút quay lại. Và thứ hai là eat and drink. Đây. Cái này thì em sử dụng image view và text view. Và cuối cùng là contact. Đấy. Thông tin liên lạc, chờ 5 giây, nếu mà 5 giây chạy chạy 5 giây xong thì nó sẽ tự động quay trở về màn hình chính. Và cuối cùng là nút exit. Nó sẽ hỏi bạn là bạn có muốn thoát ra hay không. Nếu muốn nhấn no thì nó sẽ trở lại vô diện màn hình chính. Và nhấn yes thì nó sẽ đóng ứng dụng. Và đây là cái các chương trình của mình. Layout này chúng ta sẽ có tổng cộng là 6 layout. Còn chương trình Java thì tới 7 chương trình Java. Do đây là layout welcome, dùng để hiển thị giao diện chào. Mới vô hồi nãy hiển thị logo. Còn cái tiếp đó là sẽ là giao diện activity main, giao diện màn hình chính. Chờ một tí, nó loan hơi lâu cái đầm này. Đấy. Gồm có image view, text view, radio group. Cái tiếp đó là từng layout của từng cái radio button này, như là C activity, mình cũng sử dụng list view button với lại một cái thanh tìm kiếm each activity. Ở đây là cái giao diện mô phỏng thôi, nhưng mà tùy theo loại điện thoại thì nó sẽ có màn hình kích thước khác nhau. Ví dụ như cái khi nãy ở đây thì mấy cái dòng chữ thì nó ở đây mình nhìn canh rất là đẹp, nhưng mà khi mà hiển thị lên cái điện thoại mô phỏng thì nó sẽ khác. Và contact activity
Và tiếp tới sẽ là từng cái có Java của từng cái này là để dành cho 3 giây cho vô màn hình chính, thì mình sẽ bắt đầu mình gọi biến radio mọi thứ với từng radio button và một cái radio rút cũng như là một cái nút exit. Chúng ta sẽ ánh xạ nó bằng cái chương trình con ánh xạ này, file view by ID của từng cái đối tượng ở trong cái activity này. Rồi mình sẽ xử lý cái radio button này. Nếu tại vì mình sẽ xét theo cái kiểu mà xét trong một cái nhóm group đó, nó cái radio group đó, xong rồi đi xét từng cái radio con bên trong. Mình sẽ xem coi cái radio đó, cái group đó có được chọn hay chưa. Nếu mà chọn rồi mình sẽ xem coi nó đang chọn cái radio button nào. Nếu mình chọn cái radio đó thì sẽ chuyển sang cái activity khác. Mình cũng phải thử rất nhiều cách trên mạng chỉ, nhưng mà cuối cùng những cách này sai hơn, chuyển mọi cách kia chạy. Còn này là để hiển thị cái thanh thông báo với cái dialog select dialog và xử lý nút exit. Chúng ta bắt buộc phải thoa có cái dòng này, tại vì khi mà nhấn xong nó sẽ còn giữ cái trạng thái chọn của radio button đó, nên mà để cho khi mà nhấn cái nút exit này là ứng dụng sẽ thoát ra chứ không phải là chạy tiếp các activity khác, thì mình phải bắt buộc phải tắt hết tất cả cái tùy chọn ở radio button và tiến hành chạy cái chương trình thông báo để thoát ứng dụng. Tương tự như vậy cho từng cái có server nhỏ, cái C activity này thì nó dính dáng tới cái list view nên nó sẽ hơi khó. Đây là cái có sử dụng cho list view. Khi mà cũng dính tới list view thì các bạn phải tạo thêm một cái place, một cái layout riêng để hiển thị, để dành hiển thị cho cái list view đó. Ví dụ như ở đây mỗi một cái như vậy nó sẽ lặp lại là gồm có một hình ảnh, một cái tên và một cái population là cái hiển thị dân số ở khu vực đó. Thì như vậy thì sẽ nó sẽ lặp lại cục dưới này, nhưng mà vì một chút trục trặc thì tới bây giờ cái hình ảnh của mình vẫn chưa hiển thị ra. Cái cuối cùng là cái contact của mình đây. Nhưng giờ chúng ta sẽ chạy lại cái ứng dụng này, kiểm tra coi còn ứng dụng là chạy ngầm hay không. Đấy, khu vực này nó không hiển thị được hình ảnh. Range. Đây. Cũng là cảm ơn thầy và các bạn đã theo dõi. Em xin kết thúc video của mình.